Mira, cae nada. An enemy has been slain. Hồi máu à? Không bao nhiêu mà thằng em mất hồi máu tốc biến hay không ạ? Đây nghe. Đấy. Đẩy nữa đánh à nó chết gì vậy đám to mày chạy hơi nhanh đấy bố ơi, tôi về bà. Nó lên 6 ulti anh giờ ấy. Nó làm gì đã lên được 6 rồi. Bổ đi. Heo. Cái này cái đấy nó ra. Không, không đi chết đây này, tốc biến còn mà. Chủ quan quá. Chitana xuống giết rồi đi Chitana. Ủa nó lên 6 rồi. Nó lên mana rồi đấy, nhảy nhảy. Bo 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 bo. Nhảy nó khỏe không bắn một tí là chết. Ôi. Thằng đấy nó có ulti tầm bản đồ anh ạ. Hãy
chịu không? Đây rồi, thằng chó. Mẹ mày. Con chó này cày thật. Quá là cày luôn. Mày đánh tao đúng không? Giờ trả thù đến ngay. Quái đéo vào luôn sao đánh. Tìm ở đâu ấy? Còn lên 6 rồi kìa. Cày thật. Mất trụ luôn. Mấy con vì gà khó chịu quá. Thôi em hãy để anh farm. Hôm qua nát thế còn đánh được. Chứ cái gì. Đi đâu? Ừ. FP xuống ăn đi em. Tuấn dòng ấy. Em đi chơi đi, em đi lang thang đi. Ok, để anh farm hả? À đây nó hồi máu à? Mất tốc biến hồi máu rồi. Ok. Tôi mất trụ đầu rồi. Mất trụ đầu boss rồi. Gì vậy? Là ta. Gì vậy? Mít rồi kìa. À đâu, số boss rồi kìa. Nó khỏe mấy. Ôi, có chết không? Mày quá. Kitana ơi, lui đi. Chúc hoa với cả là tốt hơn ở đấy đấy. Cả AD nó ấy kìa. Ô tổ ông đã xong. Nghe cho nó quỳ ra xong em hạng hạng nhảy không nhỉ? Ơ thì thằng này quỳ mà level 8 bất kiểu mà yếu hả? Ờ à, không ai ra cứu mày mà. Bắn đi. 28 đi nữa đấu ulti. Người ta boss. Boss kìa. Ơ. Cho quả ulti chết kìa. Ủa. Thằng danh con này, thằng ganh bà lành đánh ghê đấy.
Nhiều. Yên đời anh già anh giết hết à. Mà thôi, anh giết này. Quân thân nổ hai lần chặt đặt cái bẫy. Cày đấy nhờ. Đặt bẫy đi con chó này. Tao đứng đây rồi, tao không sợ ai, đẩy mít luôn đấy. Nó sang bắt anh rồi. Oh my god. Lôi quá. Có ai không? Đâu rồi, không ai ra ăn. Bên bà lành không chết à? Nấu hết rồi. Mất mẹ tầm nhìn. Bắn trên hết rồi. Nó mới phàm vậy. Ê, tốt vậy. Chết rồi, lên cùng cung lên mình không biết. Ôi. Thằng La Sớt lại ra việc phàm. Ôi. Cũng giết thằng này bà lành. Lão lắm. Công là thớt. Công cú con. Đấy, bổ. Bổ không? Em ra mid đi em. Cả đều hệ lửa. Cả ta kìa. Đăng hình. Xong quy luôn này. Ca tới. Thằng chó oh my god. Đây. Rồi bỏ. Là cái công trình hết mày. Tôi gấp lửa đốt. Hết đi. Chạy thôi. Ui, chạy nhanh quá. À đủ. Tấn công, tấn công. Cho anh. Oh my god.
ăn rồng ấy, ăn rồng nào. Ôi nhìn xử cái lừa mẹ mày. Bãi cái thằng Sibot nó ăn mình. Tao à, không cho thằng kia ăn. Ô ô đi về chiến trường nguy hiểm quá này. Tham không nhìn cái thằng gì tàu à, đội cày vì tương lai đây. Không buồn lắm mà bị thần kinh à? Bắn mai luôn. Không cuồng cung. Ơ, lần này không bị thế nữa này. Lần này không bị 21 nhẫn nữa. Sửa lỗi, sửa lỗi. Đuổi theo thôi. Nó không phải tao đếu chơi với mày nữa à. Ông trẻ mày tí, ông trẻ mày bắn chết cha của mày luôn. Vâng. Luôn. Ok. 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 Em bắt ulti rồi. Quái gì? Em thua nó em nghĩ. Thấy không? 25 mấy cái thôi mày. Ờ nó lại này. Chết rồi. Về em ơi. Ở nơi đây rất là nguy hiểm. À, chuột em qua xem cân bằng nó thôi. Trời ơi gan này rồi em để giết bãi lần bắn nó một phát nữa thôi. Rồi em luôn à, thôi kỳ rồi bắn nhau đấy. Ui dồi én này á. Bắn thử đấy. Win luôn là dở à? Chưa chưa. Xong một cái tự đi lấy tiền.
YouTube, anh Baron các kiểu nữa này. Ui, nhiều thứ phải làm quá này. Anh tôi chịu tốt hả? Chịu. Người ơi, em xin lỗi. Thì đã không cứu được. Em đi về. Bố mà ship có 5 mạng thôi, ok. Chị Vân bảo đá đây. Lấy, sáng mai giặt tiền. Sáng mai ta lại nợ. Wow. Nhìn cái đồ cách của là mắc đẹp này. Mắc đẹp. Thẩm mỹ cao. Dòng lửa tiếp này, ăn vào dòng lửa Amazon. Đẹp đội hình. Đấy anh, chiếm được một Z nên bắn chết nó luôn. Cứ bó chỉ đạo anh ăn con nào anh phải ăn con đấy. Này vớt được chuối trong hang rồng à? Nó sao có blue rồi nè. Đây. Chén ba son này anh ơi. Được. Qua đây từ nó bắt nạt em Hảo. Đấy. Em đây là bắn chết thằng này á. Bắn không chết đúng không? Bắn không chết. Bắn chết là 100%. Thôi dậy dọa không được hốt đằng trên lầu. Ta đông cắn đi cũng mất máu rồi đấy. Xung bắt thằng tốt rồi. Hai bốn số một đấy giết. Thì nhìn đọc mắt đi. Đuổi, khô máu. À đi, à đu. Đu, đuổi. Gì đấy. Ôi dồi ôi, chạy thôi. Còn nó cần bê thủ câu giờ. Chém mình khổ vãi. Quay lộn. Toàn cái axit nào mày vào bắn của nó anh em. Úi dồi ôi, cái anh điên. Ôi máu. Ôi điên sư nữa. Vừa bật rò em bắn được đúng một. Không gì. Tôi đi về, đi về đi. Cạn nó, bỏ cho nó sống. Tao có đùa ơi, what the fuck. 2k vàng nữa. 2k tiền nữa kìa. Rampage. Em có 13 vậy. Quá là tự nhiên. Cho thằng đấy chết đi. Cho nó chết đi đã hiểu không? Em phải giết thằng gì cả. Bố này ghét mà. Nhảy. Con mẹ mày. Nhảy.
What the fuck sao em lại ăn? Anh nổ biết. Bật ngài nha. Làm ra lấy giấy. Để con cướp kia đi. Em tỉnh dậy phát thành như em bắn nhau. Hay lắm. Anh đi về đây con siêu cấp đập nát nhá. Đi về vai lột thôi siêu cấp thôi thôi thôi. Đây là tại anh nhá. Thôi. Oh my god. Tại anh nhá. Anh vừa được ăn cuối rồi anh. Không phải nhà anh bấm. Anh đứng gần đấy anh múc vài giòn siêu cấp nó bắn chết. Tại anh chứ chẳng tại ai.